Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. VinFast không thể so sánh với Hyundai của Hàn Quốc. Ngày 24 tháng 8, báo Đất Việt có bài: "Cách làm của VinFast có so được với Hyundai?" của tác giả Trần Nghị. Theo tác giả, sau chiến tranh Triều Tiên, Hyundai thành lập năm 1947 và được chính phủ Nam Hàn giao cho nhiệm vụ tái thiết đất nước, xây dựng hạ tầng cơ sở của ngành giao thông và nhiều dự án quan trọng khác nhằm thúc đẩy đại hàng trên con đường công nghiệp hóa đất nước. Năm 1967, Hyundai hợp tác với hãng Ford của Mỹ để lắp ráp xe Cortina tại Ulsan. Chỉ trong 6 tháng từ lúc đặt viên gạch đầu tiên ở Ulsan, Hyundai đã đưa chiếc xe Cortina đầu tiên ra khỏi dây chuyền lắp ráp. Hình ảnh bài trên báo Đất Việt. Tác giả cho biết năm 1974 Hyundai quyết định tự mình thiết kế và sản xuất chiếc xe đầu tiên ở Nam Hàn, chiếc Pony. Tới năm 1978, Pony đã xuất khẩu qua Bỉ, Hòa Lan và Hy Lạp. Năm 1986, chiếc Pony Excel lần đầu được bán ở Mỹ. Trong năm đầu tiên, 168.000 chiếc Excel đã được bán ở Mỹ, một kỷ lục mà cho tới nay vẫn còn đứng vững. Trong khi đó, tác giả cho hay Phạm Nhật Vượng thành công nhờ vào nhà máy sản xuất mì gói ở Ukraine vào thập niên 90 mà sau này ông bán lại cho Nestle. Khi trở lại Việt Nam, ông Vượng lập ra Vingroup, đầu tư chủ yếu vào bất động sản, kinh doanh bán lẻ, dịch vụ y tế và sau đó ông lập ra VinFast. Điều đáng lưu ý là tác giả nhận xét xe VinFast, xăng hay điện đều không được thiết kế và sản xuất từ trí tuệ Việt Nam. Nói cách khác, Xe VinFast là do công nhân Việt Nam lắp ráp các bộ phận được đem vào từ nước ngoài. Chính xác hơn, VinFast không phải là công ty sản xuất xe hơi, mà chỉ là công ty lắp ráp xe hơi. Tác giả tiếp tục cho hay, VinFast cũng chẳng phải là công ty lắp ráp xe hơi đầu tiên tại Việt Nam. Năm 1970, xe Citroën La Đà Lạt bán tại miền Nam có tỷ lệ cơ phận nhập cảng so với cơ phận nội địa là 75 trên 25 cho đến năm cuối cùng khi hãng Citroën đóng cửa vào năm 1975 là 60 trên 40. Tác giả đặt vấn đề thử hỏi xem có bao nhiêu cơ phận của VinFast được sản xuất tại Việt Nam sau gần 40 năm. Tác giả dẫn thắc mắc từ nhiều người khi họ tự hỏi khi VinFast là công ty lắp ráp xe điện đầu tiên ở Việt Nam. Vậy thì trong số các quan chức cộng sản, các bí thư tỉnh thành, các hoàng tử và công chúa đỏ, các ca sĩ, nghệ sĩ, các nhân vật nổi tiếng có bao nhiêu người đã mua xe VinFast. Ngoài đường, tại Việt Nam, chỉ thấy toàn là xe Nhật, Đại Hàn, Châu Âu và dàn siêu xe thì không có chiếc nào là VinFast. Hình ảnh Vingroup tự tung hô trên website của mình. Tác giả mỉa mai, lòng yêu nước của các từ bản đỏ đâu rồi? Hoàng thì xính đồ ngoại, còn dư luận viên thì hô hào, tự hào quá Việt Nam ơi! đúng là cảnh tượng khôi hài, trống đánh xuôi, càng thổi ngược. Đầu nhất, khi VinFast được nổi tiếng thì nó lại là phương tiện di chuyển của ba chú công an đi bắt nhầm về của thiên hạ, tác giả châm biếm. Tự hào quá VinFast ơi là một tự hào giả tạo dựa trên sự lấp lửng che giấu bản chất thật sự của một danh xưng. Tác giả kết luận, không thể so sánh VinFast với Hyundai của người Hàn được. Quả thật, VinFast được xây dựng trên nền tảng của sự dối trá và chiêu trò bẩn thỉu. Ngay từ đầu, VinFast tự quảng cáo mình là hàng Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam với những nhà thiết kế từ châu Âu lừng danh thế giới. Thế rồi một ngày, VinFast bị chính đối tác của họ làm lộ tẩy xe VinFast là nguyên con hàng tàu. Chuyện niêm yết tại thị trường chứng khoán Mỹ cũng cực kỳ khôi hài và đầy dối trá. Ban đầu VinFast tung hô ầm ý rằng họ chuẩn bị hồ sơ gửi lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ để IPO chính ngạch bài bản đàng hoàng. Thế rồi, đùng một cái, họ nhảy qua hình thức sáp nhập với một công ty Spark để niêm yết tại một sàn chứng khoán nhỏ hơn. Một hình thức ra mắt thị trường theo cách lắc léo, lương lẹo, từng bị một số tạp chí tài chính cảnh báo. Với nền tảng dối trá như vậy, VinFast có thể đem lại điều gì tốt đẹp cho đất nước? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm với bản tin VinFast không thể so sánh với huyền đài của Hàn Quốc. Ai đã ra tay với Lê Văn Thành? Ngày 23 tháng 8, báo Đất Việt có bài Cái chết của Lê Văn Thành giống Trần Đại Quang của tác giả Phạm Vũ Hiệp. Theo tác giả, khi bị bệnh, các lãnh đạo đảng và nhà nước tìm đường sang xứ từ bản giải chết để chữa, còn thiên đường với các bệnh viện công mà họ xây dựng chỉ để dành cho dân. Hình ảnh bài trên báo Đất Việt. Tác giả dẫn chuyến đi chữa bệnh ở Mỹ của ông Nguyễn Bá Thanh quá tốn kém và gây nhiều tai tiếng vào năm 2014. Dư luận xã hội dè biểu việc các quan chức cấp cao cộng sản xài tiền thuế của dân để tìm đến y học xứ giải chết. Từ đó nội bộ đảng ngấm ngầm thống nhất không đi Mỹ chữa bệnh nữa. Vì vậy, tác giả cho hay Trần Đại Quang và Lê Văn Thành đều chọn Nhật Bản. Ngày 22 tháng 8, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chết tại nhà riêng. Tác giả cho biết ông Thành trước đây là giám đốc xi măng Hải Phòng. Nhờ lắm tiền nên được bí thư Hải Phòng lúc ấy là Nguyễn Văn Thuận giúp bẻ ngạch, nhảy sang chính quyền, kéo vào thành ủy và cho ngồi ghế Phó Chủ tịch Hải Phòng từ tháng 7 năm 2010. Năm 2021, tại Đại hội 13, Tiền của Phạm Nhật Vượng và sự đỡ đầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giúp Lê Văn Thành tái trúng cử Ủy viên Trung ương, đồng thời giành được chiếc ghế Phó Thủ tướng. Vẫn theo tác giả, lần xuất hiện gần nhất của Thành trước khi rời nhiệm sở đi chữa bệnh là ngày 12 tháng 11 năm 2022. Hôm đó, ông Thành đến dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư ấp 8, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Trở về Hà Nội, ông Thành liên tục bị ngất xỉu và nôn mửa, được đưa vào cấp cứu tại Quân y viện 108 suốt một tuần nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm. Gia đình xin phép trung ương đưa ông Thành sang Nhật Bản điều trị. Ngày 20 tháng 11 năm 2022, ông Thành rời Hà Nội đi Tokyo. Hai bệnh viện tham gia chữa cho Lê Văn Thành cũng là hai bệnh viện mà Trần Đại Quang từng đến để điều trị vào cuối tháng 7 năm 2017 ông Thành được chẩn đoán ung thư bạch cầu cấp dẫn đến các cơ quan nội tạng bị phá hủy. Dư luận cho rằng nguyên nhân mắc bệnh là do ông bị đầu độc phóng xạ. Hình ảnh Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, người vừa qua đời, nghi là do bị đầu độc phóng xạ. Bệnh tình của ông diễn biến nhanh, phức tạp và quá nặng, cho nên các giáo sư y khoa hàng đầu tại đây đã phải bó tay. Các chuyên gia y khoa cho rằng bệnh của ông Thành chỉ có một phương pháp điều trị đó là cấy ghép tế bầu gốc thay thế tủy xương. Thế nhưng việc dùng liều cao của hóa trị hoặc xạ trị để tiêu diệt tủy xương của bệnh nhân trước khi ghép tế bầu gốc là cửa thập tử nhất sinh. Cả ba ông Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang và Lê Văn Thành đều không vượt qua. Tác giả nhắc lại việc vào ngày 21 tháng 11 năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định phân công cho hai phó thủ tướng là Lê Minh Khái và Vũ Đức Đam tạm thời đảm trách điều hành phần việc của ông Lê Văn Thành tại chính phủ. Nhưng sau 9 tháng nghỉ chữa bệnh, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đã đi theo hai ông Các Marx và Lenin. Tác giả cho biết thêm, Lê Văn Thành có một quý tử tên là Lê Toàn Khánh, sinh năm 1990. Năm 2007, Khánh được bố cho đi du học tại trường cao đẳng quốc tế Tyndale, Singapore về nước, Khánh được bố đưa vào làm tại công ty xi si măng Hải Phòng, nơi ông làm giám đốc. Khi bố Thành nhảy sang chính trường, con trai Lê Toàn Khánh cũng thành danh chốn quan trường. Tháng 6 năm 2021, Lê Toàn Khánh tham gia ban chấp hành, ban thường vụ quận ủy và giữ chức vụ phó bí thư quận ủy, quận Kiến An, Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 7 tháng 10 năm 2022, Khánh rời quận ủy Kiến An về Hà Nội, nhận công tác tại vụ nghiên cứu thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Tác giả bình luận Lê Văn Thành tính không bằng trời tính. Quý tử chưa kịp chui sâu leo cao thì bố đã mắc bệnh nan y chết người. Tác giả đặt câu hỏi ai đã đầu độc phóng xạ Phó Thủ tướng Lê Văn Thành? Phè nhóm ra tay tàn độc nhằm mục đích gì? Các câu hỏi vẫn còn đang bỏ ngỏ quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo. Chấm D với bản tin ai đã ra tay với Lê Văn Thành. quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo. Chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo. Chấm D